xin chào cả nhà. Ở video clip này Trinh sẽ mang đến cả nhà một dòng xe con tay mà hiện tại giá đang cực kỳ mềm luôn, chỉ ở mức là 3x thôi nha mọi người. Và nếu mà mua góp chỉ cần chuẩn bị trước cho Trinh tầm khoảng từ 4 đến 5 triệu và có căn cước công dân là được nha, thủ tục rất là đơn giản luôn. Đây, đó chính là dòng xe Honda Uno V3 ha. Hiện tại thì bên Trinh lên khá là nhiều màu đẹp luôn á mọi người. Đây, rất là nhiều màu đẹp nằm ở phía bên tay trái của Trinh đây nhé. Ngoài những màu đang có tại showroom á thì bên Trinh còn có hỗ trợ nhận sơn theo yêu cầu khách hàng nữa. Và đối với dòng Uno V3 này á thì hiện tại giá đang cực kỳ mềm luôn, chỉ ở mức là 3x thôi nha mọi người. Có đầy đủ chức năng là cổng sạc điện thoại này, có phanh ABS này, rồi phân khối là 150 nữa nha cả nhà. Và dáng xe cũng rất là thể thao, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là khi mà anh chị em lên cửa hàng mua xe bảo có liên hệ trước với Trinh hoặc là nhắn tin Zalo đặt lịch trước, Trinh sẽ hỗ trợ giảm 2 triệu trực tiếp giá xe, hỗ trợ thêm chi phí xăng xe đi lại và kèm theo rất là nhiều phần quà khuyến mãi ưu đãi nha. Mấy anh chị em nào ở xa không lên cửa hàng được, inbox hay Zalo cho Trinh, Trinh sẽ tư vấn về vấn đề ship xe nha. Tại bên Trinh hiện tại cũng đang hỗ trợ ship xe toàn quốc ha. Ngoài dòng xe Winner này ra thì bên Trinh còn có rất là nhiều dòng xe khác nữa mà anh chị em đang quan tâm mua xe chạy Tết, inbox hay Zalo Trinh nha. Bye bye.